Đây là mình nhìn đấu với mát nha anh em. Cái gạt này đẹp mát. Đẹp mát ha. Rồi mình đấu cắm ở đây. Rồi mình đấu dây dây dương nha. Que hàn em đang xài loại que hàn, cái này là cái bọc que hàn hàng Nhật của em ha. Em muốn xài hàng này của Hit ha, 308. Em đang xài que hàn này 2.6 ha. Hàn thử nha quá. Hơi mạnh nha thì em sẽ giảm đi, em sẽ giảm cái này xuống xíu ha. Tại vì cái que hàn của mình nó cháy nó hơi mạnh một tí xíu. Ôi, xin chào quý chú bác anh chị nha. Thì hôm nay em về được một em máy hàn cơ chuẩn nội địa của Nhật nha. Thì em này hàn còn rất là đẹp, hàn như mới luôn, như zin luôn. Đó, thì em này hàn nó có thể vừa có thể sử dụng được điện 220 mà vừa có thể được sử dụng được điện 110. Thì lát nữa em sẽ quay cái mặt sau để em review tiếp nha. Đó, và thông tin tất cả mọi thứ trên đây là hoàn toàn bằng tem nhôm bằng tiếng Nhật hết nha. Đó, thì đối với lại áp 200V hoặc là 220 cũng được ấy. Thì mình trên đây mình có thể tùy chỉnh cái que hàn nha. Đó, thí dụ như là 20A thì nó sẽ hàn đồng được khoảng 1.4 đến 1.6 ly, tức là que hàn đó. Và cứ dần dần lên ha. Đó, thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái thông tin này trên đây. Đó, cực kỳ là, nói chung là rất là chi tiết rồi. Thì mình tùy theo cách mình sử dụng que hàn bao nhiêu thì mình sẽ đấu bao nhiêu thôi nha. Rồi bên đây là cái điện áp của nó là điện áp 100V nha, tương đương với điện áp 100V thì nó sẽ ra được cái que hàn này. Đó, và hiện tại em đang đấu với lại điện gia đình của mình xài là 200V. Đó, thì quý chú anh chị mua về cũng rất là dễ sử dụng thôi. Thì cứ cắm vào điện nhà mình xài vô tư ha. Đó, thông tin của em này thì tất cả mọi thứ ở đây này, quý anh chị nhìn thấy ha, rất là rõ. Nói chung là em này thì cực kỳ mới rồi. Đây, để mình chỉnh lên xuống nha. Đây, tương đương với lại cái que hàn trên đây là khoảng 2.2. Cái này nhìn nó hơi khó nhìn một tí xíu ha. Cái này 3.2 nè. 2 chấm nè, 2.1 nè, 2.6 nè, 3.2 nè. Ở trên đây thì nó có thông tin hết nha. Đó, đèn báo, đèn cảnh báo nè. Rồi, ở đây là hai cái dây cắm nha, cái dây mát nè. Đây là dây dương nè, dây âm nè. Đó, mình chỉnh lên xuống nè. Đó, ok hết nha. Hàng nói chung là rất là mới luôn. Đó, thì hôm nay em bán cái con máy hàn này á, em chưa có bao gồm cái dây, hai cái dây này nha. Hai cái dây này là dây của em. Đó, còn quý chú anh chị về mua mình có thể sử dụng hai cái dây sẵn có ở nhà mình ha, hoặc mình đặt mua trên mạng thì cũng đầy hàng Trung Quốc á. Mình xài nó cũng được thôi, chứ nó không, nói chung là mình có mình xài ha. Hoặc là nhà anh em nào đã có sẵn máy hàn này rồi á thì mình có thể lấy cái dây đó qua mình hàn, mình xài chung với cái này cũng được nha. Đó, thì em nói trước ha, con này thì hàng của nó gần như mới luôn á, hàng nó không khác gì hàng mới luôn. Nó chỉ bị có hàng bãi nó về thì nó bị hơi cấn hai cái chỗ này tí xíu này. Đó, còn lại là ok hết, sơn zin đồ tất cả mọi thứ là ok hết nha. Hai tay nắm bằng sắt bằng thép ha. Đó, em này thì nặng là 30kg nha. Em này nặng là 30kg cho nên là mình thích hợp mình để trong những cái nhà xưởng lớn của mình á, xưởng mình hàn nhiều á. Mình mới xài những em này. Đó, TG 150 nha, TG gạch 150. Thì lát nữa em sẽ nói là cái hãng này hãng gì nha. Đó, đẹp mới lắm ha, đẹp keo sben luôn. Và tiếp theo đây là mặt sau ha, quý chú anh chị. Thì mặt sau đây là cái vùng mà để mình đấu dây điện này. Ở bên đây thì nó có ba cực 1, 2, 3. Nếu mình đấu dây 1 với dây 3 là ra xài áp 200, 200 hoặc 220. Còn nếu mình đấu với 1 với 2 ra thì nó sẽ là ra xài điện 110. Rất là dễ dùng ha. Còn này là dây để mình cái này để mình đấu mát ha. Đó, mình về mình xài cố định chỗ nào. Hoặc là cái máy hàn này nó nặng á, 30kg cho nên là nếu mà đi công trình đó thì đôi khi là nó sẽ không có phù hợp. Nhưng mà mình xài nhà xài trong nhà xưởng của mình mà cố định á thì những cái dòng này hàn rất là ngon ha. Hàn cơ thì nói chung là nó mang lại cái cảm xúc hàn, nó mấy anh em hàn nói chung là rất là thích ha. Đó. Thì mặt sau đây thì nó cũng có những cái thông tin ha. Đó, công suất của nó là 4, đối với áp 100V là công suất của nó là 4,3 kV ha. Đó, 4kg tương đương với 4kg, hoặc là 200V thì nó sẽ ra khoảng tối đa là 7,6 kV ha. Tương đương với lại 5kW. Đó, thì thông tin mọi thứ rất là dễ dàng. Và cái hãng sản xuất của nó đây. Siden TG 150 ha. Rồi, đó, đây là mặt sau ha. Đây là dây điện em có sẵn. Nhưng mà em khuyến khích ha, tại vì cái dây này nó chỉ chịu được cái áp của nó là
khoảng 15 ampe thôi, nhưng mà cái dòng của nó tại do cái hàn mình xài cái dòng đó, nó lớn á, cho nên là cái dây điện này em nghĩ là nó, nếu mà hàn nhiều nó sẽ không có phù hợp đâu. Chỉ là hàn gia đình á thì nó lâu mình hàn lần, hoặc là mình hàn có chừng khoảng 5-6 phút 10 phút trở lại thôi thì ok. Còn nếu mà anh em mức độ mà xài nhiều á, anh em nên xài những cái loại lớn ha, loại lớn thì nó sẽ bền bỉ hơn. Cái dây này thì em chỉ đấu vô ha, mức độ em đấu vô thì mình test thôi đó. Còn nếu mà mình xài cái xưởng công nghiệp của mình lên xài cái dây nguồn đầu vào nó phải là lớn ha, để nó mới chịu được khoảng tầm 40 ampe, cho nên là mấy cái dây đó là dây phải lõi phải lớn. Đó là cái thông tin mà để em báo thêm ha. Rồi em sẽ quay cái mặt hông này, đó, mặt hông rất đẹp nha, mặt hông cực kỳ đẹp luôn. Đó, rồi mặt hông bên đây ha, đây, mặt hông bên đây ha, đó. Quá đẹp. Em này thì siêu vip, ít khi gặp được những em hàng cơ mà nó còn mới được như vậy. Đó thì em đo cái bề rộng của nó này, thì bề rộng của em này nó khoảng 30 ha, 30 cm, và cái chiều cao từ đất lên nó khoảng 25 cm. Đó. Rồi, ok thì em sẽ quay cái mặt đáy ha. Cho anh em xem, cho quý chú anh chị mình coi cái mặt đáy ha. Mặt đáy này nhìn cái hình chiếu mà từ đáy lên đấy ha. Quá trời đẹp luôn ha. Đó. Những cái lốc máy thì anh em nhìn thấy nó còn keng này, những cái ra những cái màu giống như là màu còn mới zin luôn ha. Đó, quý chú anh chị thấy ha. Cái chân của nó thì cũng ít có bị chảy ha. Đó, chân ít bị chảy ha. Còn rất đẹp. Đó. Chân rất ít bị chảy. Cái này thì mình có thể về á, mình làm một cái bàn cho nó, rồi mình làm những cái bánh xe để mình kéo tới kéo lui á, mình xài nó cũng rất là tiện lợi chứ nó không có gì phức tạp ha. Đó. Những cái bánh xe xe kéo ha, thì bên hiện tại bánh xe kéo bên em cũng có bán luôn, thì quý anh chị nào có cần có nhu cầu thì có thể liên hệ em luôn nha. Đó. Đẹp ha, rất đẹp luôn, như mới. Đó, thì ngoại hình nói chung là nãy giờ đã quay cho quý chú anh chị mình xem rất là rõ rồi ha, như mới, hàng zin như mới đó nha. Đó thì quý chú anh chị đồng có nhu cầu về cái em này hoặc là cần thêm thông tin gì, vui lòng cứ liên hệ về số điện thoại có để trên tiêu đề clip. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.